Trong đó hiện khắp tất cả thân Phật, khắp cùng mười phương giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. Đó là tiểu tốt đại nhân thứ 41. Phía trên răng nanh phải trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Bảo Diệm, Di Lư Tạng, dùng Mani Bảo Tạng để trang nghiêm, phóng ra quang minh, kim cang hương diệm thanh tịnh, mỗi mỗi quang minh, đẩy khắp pháp giới thị hiện tất cả thần thông của chư Phật, lại hiện tất cả đạo tràng thanh tịnh vi diệu mười phương thế giới, đó là 42. Phía trên răng nanh phải, trong miệng của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Bảo Diệm Di Lư Tạng, dùng Mani Bảo Tạng để trang nghiêm, phóng ra quang minh kim cang hương diệm thanh tịnh, mỗi mỗi quang minh đẩy khắp mười phương pháp giới, thị hiện tất cả thần thông của chư Phật, lại hiện tất cả đạo tràng thanh tịnh vi diệu của mười phương thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 42. Phía dưới răng nanh trái trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Đèn Báu Chiếu Khắp, dùng tất cả báu đẹp nở hoa tỏa hương để trang nghiêm, phóng ra mây đăng diệm quang minh thanh tịnh đẩy khắp tất cả biển thế giới, trong đó hiện hiện tất cả chư Phật ngồi tòa sư tử Liên Hoa Tạng, các chúng Bồ Tát đều cùng vây quanh, đó là 43. Phía dưới răng nanh trái trong miệng của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Đèn Báu Chiếu Khắp, dùng tất cả báu đẹp nở hoa tỏa hương thơm để trang nghiêm, phóng ra mây đăng diệm quang minh thanh tịnh đầy khắp tất cả biển thế giới, trong đó hiện hiện tất cả chư Phật ngồi tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các chúng Bồ Tát đều cùng vây quanh Đức Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 43. Phía trên răng nanh trái trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Chiếu Hiện Như Lai, dùng quang minh thanh tịnh vàng diêm phủ đàn lấy báu hoa báu để trang nghiêm, phóng ra diệm luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, dùng sức thần thông trải khắp pháp nhũ, pháp đăng, pháp bảo trong hư không để giáo hóa tất cả các chúng Bồ Tát, đó là 44. Phía trên răng nanh trái trong miệng của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Chiếu Hiện Như Lai, dùng quang minh thanh tịnh vàng diêm phủ đàn lưới báu và hoa báu để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh diệm luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả mười phương chư Phật, dùng sức thần thông trải khắp pháp nhũ, pháp đăng, pháp bảo trong hư không để giáo hóa tất cả các chúng Bồ Tát và tất cả chúng sinh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 44. Hiện tại đang lúc Đà Thiền Thất ngày 15 tháng 12 năm 1977, các vị lúc nào cũng phải đè lên câu thoại đầu để tham thiền, để dụng công. Người tu đạo phải tự mình tu hành, đừng ỷ vào người khác, càng không nên ỷ vào sư phụ. Chúng ta đang đà thiền thất, chẳng phải là đà sư phụ thất. Điểm này phải phân biệt cho rõ ràng. Có người nghĩ như vậy, khi sư phụ ở tại Vạn Phật Thành thì tôi dụng công tu hành, khi sư phụ đi khỏi Vạn Phật Thành thì tôi không tu hành. Sự suy nghĩ như vậy thật là không thể được. Bất cứ sư phụ ở hay không ở tại Vạn Phật Thành đều phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, quán triệt thủy chung thì mới có sự thành tựu. Bằng không cứ làm công việc biểu diễn ở trước mặt thì đó là hành vi tự mình lừa gạt mình, vĩnh viễn không thể nào được giải thoát. Răng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh hiện khắp, giữa mỗi cái răng biển tướng trang nghiêm, khi Phật mỉm cười đều phóng ra quang minh, đầy đủ các màu sắc báu, mani bảo diệm xoay vòng về bên phải, chảy khắp pháp giới đều đầy khắp, dễ nói âm thanh lời lẽ của Phật, nói hạnh phổ hiển, đó là 45. Răng của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Quang Minh hiện khắp.